Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam năm 2023 hiện đang diễn ra tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây là sự kiện kết nối, mở rộng thị trường và kênh phân phối giữa các doanh nghiệp có uy tín quốc tế và trong khu vực Đông Nam Á. Điểm nổi bật của Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam VIMF 2023 chính là hoạt động kết nối doanh nghiệp. Hoạt động này sẽ thúc đẩy mối quan hệ cung cầu giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài, đem đến những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường và nâng cao giá trị kinh tế, mở rộng mạng lưới kinh doanh. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị tham gia có thể giới thiệu các giải pháp tiên tiến và mới nhất về công nghệ tự động hóa, ứng dụng và kỹ thuật máy móc theo kịp các xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0. Giải pháp chuyển đổi số trong công nghiệp cho nhà máy thông minh và robotics là một trong những giải pháp hoàn chỉnh mà chúng tôi đã và đang thực hiện rất thành công. Gần đây chúng tôi đã thực hiện một số dự án liên quan đến chuyển đổi số cho một số nhà chế tạo máy tại Việt Nam cho dây chuyền sản xuất cà phê đã được đánh giá, đã được khách hàng đánh giá rất cao về tốc độ xử lý cũng như là an toàn của hệ thống. Triển lãm VIMF 2023 sẽ diễn ra đến hết ngày 23 tháng 6, trưng bày các sản phẩm công nghệ và máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật liệu sản xuất, cơ khí chính xác, tự động hóa sản xuất, công nghiệp phụ trợ, in 3D và logistics, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp và thương hiệu đến từ 15 quốc gia trên thế giới. Với quy mô 450 gian hàng và hơn 350 doanh nghiệp, đơn vị tham gia, triển lãm dự kiến thu hút khoảng 15.000 lượt khách tham quan mỗi ngày.